Hello hello, chào các bạn. Ok, tối mọ mình lên một cái đơn, một cái clip nhanh nhanh nha. Nhanh nhanh để anh em nào tham khảo. Giới thiệu đồ cộng với xả một ít đồ nha. Cái bộ này mình bán lại cho anh khách nha. Và mình bán đang bán lại nha. Có clip trên kênh. Bộ này hàng dĩ địa nha, từ cái driver cho tới motor. Đó, hàng dĩ địa có tháng từ. Đó, ở đây có hai công tắc. Đảo chiều nha. Cứ nhấn chiều nào là chạy chiều đó nha. Nhấn bên này thì chạy bên này, nhấn bên này thì chạy bên kia. Đó, và để ở giữa thì ngưng chạy nha, để ở giữa thì ngưng chạy. Và khi ngưng chạy thì nó sẽ có thắng nha. Nó sẽ có thắng nó giữ lại. Đó. Bộ này thì đi kèm một cái đầu nguồn nhỏ nhỏ 24V. Tại vì con này nó cần 24V. Ngày mai đi bãi mình lấy về mình ráp chung bộ này luôn. Xả rẻ 1 triệu 2. Xả rẻ về 1 triệu 2. Về các bạn cấp 100V xài. Hàng dĩ địa nha, 100V nha. Con này chế tời ok. À, anh em chế tời kéo khoảng 100 kg thoải mái. Nha, 1 triệu 2, giá cực tốt, gần như mình thu vốn của này các bạn. Thu vốn nha. Nó coi như xả bộ này. Một bộ. Con ngoài đây thì mình đang lên cái bộ XY nha. Ngày mai đi bãi mình kiếm một cái bộ XY ha, XY. Và con này mình lên CNC luôn nha. CNC chạy Mach 3. Lên CNC chạy Mach 3, siêu cứng. Động cơ trên đây. Và cái phần lên xuống á, lên xuống thì cái này á, cái này là lên xuống nguyên một cái ụ nha. Cái này nè, lên xuống nguyên một cái ụ. Thì cái phần này mình không nói. Nhưng mà sẽ có một cái trục nha, sẽ có một cái trục. Nó sẽ lên xuống cái phần này nè các bạn. Nè. À, siêu cứng luôn. Mấy con này anh em chạy sắt ok nha. Đồng nhôm sắt nhỏ 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 nha. Hành trình 200 400, ngày mai mình đi kiếm ít ít đi 200 400 này. Cái mặt bàn này có thể dỡ bỏ để lắp cái XY lên 200 400. Đó. Và cái này thì khả năng thì mình sẽ lên một cái kẹp 16 nha, kẹp 16 tự động ha, kẹp 16 tự động. Và nó di chuyển lên xuống bằng cái trục này nha các bạn, bằng cái trục này. Trục này có đường kính cỡ khoảng 50 60 60 nha. Đó, rất là cứng vững luôn. Hiện tại nó đang xài hơi, khách nào xài hơi thì mình để zin, còn không xài hơi thì mình sẽ lên cái phần mà chạy vít me nha, chạy vít me cho các bạn coi nè. Đó. 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 Và khi lên xuống cái này thì cái ụ, nguyên một cái ụ này nó vẫn giữ nguyên nha. Và cái này nè, cái này nó sẽ dịch chuyển lên xuống nguyên một cái ụ luôn. Cho nên khi mình chạy đồ 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 cao á thì mình dở cái này lên hết cỡ. Còn khi mình chạy đồ thấp 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 á mình hạ nó xuống nha. Mình hạ cái này nè, mở hai ốc này mình hạ nó xuống. Hoặc là gắn cái tay quay nha, các bạn quay nhẹ nó xuống nè, xuống. Ok, bộ này túm lại là siêu cứng nha. Cái xác không là 110 kg, 110 kg nha. Brother high spin. Đó. Ở đây thì mình có thể nâng cấp nha, hiện tại nó xài con 200W. 200W Superlight, 200W 3 pha. À, mình có thể nâng cấp lên các bạn. Nâng cấp lên sạc vô khoảng 1 kg. Nếu mà nâng cấp lên sạc vô á thì khi chạy trục kích me á thì có khả năng chạy được là taro, chạy ren các kiểu nha, chạy taro. Nó chạy tại vì lên lên sạc vô á, thì là điều khiển được vòng tua. Từ đó thì các bạn có thể chạy được taro. Hoặc là các ứng dụng mà cần cái vòng tua nó chính xác là cái thằng này nâng cấp nha. Nâng cấp rất là dễ, các bạn mở vốn ốc nha, lấy ra đó, chế bát lại xong. Ok, giá dự kiến mà lên luôn XY nha, lên luôn XY và hàng siêu cứng vững á, để các bạn chạy đồng nhôm sắt ha, hành trình cỡ 200 400, 200 400. Và lên luôn cái phần mà điều khiển vít me nha, điều khiển khí hiện tại thì không xài, lên luôn điều khiển vít me, mình bỏ phần khí đi, lên luôn điều khiển vít me. Động cơ tạm thời vẫn giữ nguyên thì giá tầm tầm cỡ 10 10, tại vì con này mua cũng đã đắt à. Chung giá tầm cỡ 15 15 16 tầm đó. À, tùy nhu cầu của các bạn nha, tùy nhu cầu thì mình sẽ gia giảm. Nhưng mà giá tầm 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 đó nha. Thì các bạn được một con siêu cứng vững Brother hàng Japan high spin. Rất là cứng luôn. Chạy đồng nhôm sắt nhỏ 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 ok. Đó.
và sẽ hỗ trợ các bạn cài đặt Mac 3, khách nào bán toàn quốc nha. Khách nào ở xa thì mình hỗ trợ cài và setup Mac 3 qua TeamViewer nha. Và TeamViewer có bảo hành, có hướng dẫn làm code, thậm chí những cái chương trình cơ bản các bạn cứ thảy cho mình bản vẽ, mình làm code luôn cho chạy cho các bạn xem luôn, chạy mẫu, chạy sáp á, hay chạy gỗ cho các bạn coi. Là một máy. Nói chung là trước mắt là mình lên mình xài nha, lên mình xài. Nhưng mà có khách nào mua thì mình bán. Cái kiểu vậy. Con này xong clip này mình sẽ test. Sẽ test các bạn. Con này sau khi test xong thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái phần motor, tháo cái để xem. Tháo cái từ đây các bạn, tháo cái lỗi bên trong ra. Biết được không nữa. Mình định là lấy cái bộ khuôn này nè, mình lắp một con động cơ phát điện hàng xịn, hàng xịn áp cao. Mình quay nhẹ thử coi nó ra điện bao nhiêu. Ví dụ mình quay tốc độ này nè, ra điện bao nhiêu. Nếu mà ra điện tốt thì con này đưa lên sân thượng, đưa lên cao phát điện điện gió. Để như vậy là 2,5 triệu nha. Tí mình đấu cái tụ chạy một pha 220. Con này là một pha 220, một ngựa. Ý không phải, phải. Mình chưa coi một ngựa hay mấy ngựa. Coi kỹ. 2 điện là 200 230 50 Hz 60 Hz 399A. Tua 1400. Pha là một pha. Để chắc cỡ hai ngựa các bạn. 1,5 kW thôi. Tầm đó. Hoặc là một ngựa đổ lên. Nha, 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Còn bộ này để mình cố gắng tìm lại anh khách này. Hoặc là mình cố gắng ngày mai đi mua hai cái tiếp, hai ống tiếp. Mở ra mình xử lý cái motor, xử lý motor giao khách luôn. Ở đây có một cái trục mà quay tay của Mỹ á, mình bán rồi nha. Thì tí lấy lên cái để đây nữa làm mẫu cho khách coi. Xong clip này mình đi soạn vệ sinh tủ các bạn. Ở đây thì đã hết loại 1, mình lấy bên bên nhà mình qua soạn một cái tủ loại 1 và 7 khay cho anh khách. Mình bỏ lên xe luôn, thì sáng mai mình đi bãi cái mình ship qua cho khách luôn. Khách cần 10 giờ. Cho nên là phải làm bây giờ mới kịp á. Khu này sắp tới mình sẽ xả nha các bạn. Hiện tại khách nào có nhu cầu cân hết về bán lại nha, cân hết. Mình xả lại các bạn giá 120k cân ngang solo là mình thu cái phần vốn này nha, mình lấy tiền mình đi đầu tư cái khác. Cái này không phải nha các bạn, cái này mình để riêng nha, cái này không phải nha. Mấy cái motor á, chứ cái này không phải. Cái này cũng không phải nha. Còn ba cây này nó không phải nha, ba cây này mình để đây để ấy. Với cái này không phải. Đó. Còn lại cái này, đó phần motor. 140k. Tại có những cái mình mua 200, có những cái 100. Bù qua sức lại, bù qua sức lại. Có một số cái mình mua 200. Nè, cái này mua 200 các bạn. 200 kg, cái này cỡ 2 kg. 2 kg, 2,5 kg. Hộp số động cơ sạc vô. Em có đơn còn sống nha. Con này tháo tháo trên máy ra. Họ rã trên máy được 4 5 con mà lấy hết thì 200 ngàn một ký. Gần như cái này xài có rai là xài nhá. Cái này các bạn mua cái rai là xài thôi. Đó, giá cao. Còn mấy con này thì thấp hơn 100 ngàn, hình như là 80 á, lựa hàng lựa, tùy tùy có này có kia. Con này là mua cái các bạn, không có mua ký nha. Con này mua cái nè, đó con quạt này nè, như là 350 400. Con này bán lại các bạn 500, điện 24 V. Con này nó xài đặc biệt là nó xài là 500 từ nhé, 500 từ tua cao hút khỏe. Bán bạn 500 ha, anh em nào có nhu cầu nha. Sạc vô các kiểu này rã trên robot xuống các bạn. Đó, rã robot xuống đai hen.
hoặc khách nào nhanh gọn lẹ nhá thì mình giảm thêm một chút nha. Anh là anh em nào có nhu cầu, còn không thì qua tuần thì mình sẽ làm những cái clip nha. Sẽ cân ký, cứ để cái cân kế bên đó, mình đi mua cái cân 10 kg nha. Đó, cứ để lên cân bao nhiêu tiền tính tiền tại chỗ luôn, mà live stream mình bán nha. Qua tuần mình làm một vài clip live stream các bạn, tập cho biết live stream là gì, tập cái khu này đó. Mục tiêu là thu vốn, mục tiêu là thu vốn và tập live stream bán live stream. Sắp tới thì mình cũng định làm lên TikTok, TikTok mình tăng từ từ á, TikTok đã có kênh. Ok, tiếp tục của chỗ này các bạn ơi. Bên đây cái lô này mình vẫn chưa có kiểm tra được luôn. Lô này anh em nào bên dân kỹ thuật, bên bên điện tử đồ ha. Cứ 55k, 55k một hộp như vậy là đếm hết, là mình không có đếm hết nha. Đó, là 55k. Còn lại thì còn mà để mình test mình bán thì giá cao hơn. Hiện tại thì bán hết lô. Khách nào ôm lô này thì liên hệ mình nha. Đó. Ôm lô này liên hệ mình. À. Stepper motor control. Bộ điều khiển động cơ bước. À. Ở đây các bạn thấy có AA và BB. Đây là đấu nối vào cái động cơ. Còn cái này thì khi xoay thì nó sẽ xoay. À. Nhiều loại lắm nha các bạn. Còn cái này là điều khiển led 7 đoạn nha, qua con IC này. Đó. Thì các bạn có thể mua một cái module để nạp và nạp code nha, nạp chương trình con IC này. IC này IC cắm nha các bạn. Các bạn cứ rút ra nha. Cứ rút ra các bạn nạp và nạp xong các bạn cắm vô. Ở đây là cái nguồn 5V. Toàn bộ đây là cái hệ thống dạy học nha. Nó đều xài cái jack 5V hết. Cứ dương và âm cắm vào là test thôi. Nha, là test thôi. Đó. Hộp đồ làm rất là đẹp nha. Có mã số các kiểu. Này chắc có nước ngoài châu Âu đủ các bạn. Các bạn thấy người ta dạy học không? Dạy là biết luôn. Đó. Không cần giấy vở thì có phát cho người một cái. Người bộ, người xét. Đó. Anh em nào mà làm giáo viên. Đó. Muốn dạy cho học viên hay là dạy gì đó ha. Đó. Đây là những cái căn bản. Thực ra trước đây mình cũng đã học rồi. Mình cũng mày mò mình học nha. Mình không có qua trường lớp. Cái thời gian mà lúc trước khoảng 10 năm á. Mình học, mình tự học cái... điều khiển Arduino nè, rồi mấy con mà nó giống như Arduino các bạn, còn STM rồi mấy con này kia. Còn tiếp theo là một cái bo là chuyển đổi converter ACDC. Đó. Cái con IC này nó sẽ đảm nhiệm nha, này là từng mức nha. Ví dụ mức này sẽ có cái volt ra khác nhau nha. Đó, ví dụ như vào 5V đầu này sẽ ra bao nhiêu volt nha, thì con này nó sẽ quy, nó sẽ lập trình. Các bạn mở ra các bạn coi lại cái sơ đồ đi chân sao sao nha. Từ đó các bạn sẽ biết được điều khiển chân sao sao. Chung này phải biết chút nha các bạn. Switch input nha, switch input. Cái này giống như là con này sẽ điều khiển. Ở đây các bạn ra 5 cái đèn đi, ví dụ 5 đèn led đi. Bật cái này nó sẽ sáng nha, bật cái này nó sẽ sáng, bật cái này nó sẽ sáng. Đó. Thì là con này nó sẽ điều khiển nha, từng chân một nha, các kiểu như vậy, đại khái như vậy. Đây 5V đầu vào để nuôi IC đó. Và khi các bạn nạp code cho nó nha, ví dụ như chân số 1, chân số 2, chân số 3, 4, 5, 6, 7 nha, thì mỗi chân nó sẽ có điện áp khác nhau đó. Thì các bạn sẽ bật thử đó, thì sẽ thấy bóng đèn nó từ tối tới sáng, từ sáng tới tối hay các kiểu vậy đó ha. Đó. Cũng có nhiều loại. Có rồi. Chung cái này hay. Mình để rảnh nè. Mình làm một cái bộ. Sau đó mình chào bán cho mấy cái trường học. 8 bit data display nha, 8 bit ha. Điều khiển hệ thống 8 bit. Có một cái LED matrix nữa nha. Đây. Có một cái LED matrix nữa. À. Dot matrix display là các bạn học để điều khiển con IC này qua cái màn hình LED này nha, chạy dạng matrix. Matrix cái dạng giống như là chạy từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, hay là sao ha, hay là chạy zigzag lên xuống vậy ha. Tùy các bạn nạp code nha, nạp code.
Ok. Chỉ riêng nhiêu đây không cũng đắm đuối các bạn nha. Các bạn nắm hết nhiêu đây thì nói chung cái này làm để cho khách học viên đồ nó tiếp cận thôi nha. Đó. Còn ứng dụng thì cũng có thể đưa ra ứng dụng nha. Ví dụ cái này đi. Đó, các bạn cái này đi. Cái này là dễ nhất các bạn. Đó, ví dụ như các bạn này điều khiển đúng không? Thì mình có thể điều khiển bật tắt 5 cái đèn trong phòng hay gì đó ha. Làm cái cạc wifi hay gì đó ha ha ha. Nói chung là rất là giờ chế cháo các bạn ha. Đó, bật tắt các kiểu. Mình thì không thời gian. Thấy thì cái gì cũng ham, cái gì cũng mê. Một phần thì mình cũng muốn học hỏi. Một phần thì cũng muốn tạo sản phẩm để bán nữa. Đó. Này có rồi. Nha. Anh em nào lấy đếm lại thì đếm hết thì 55k một hộp. Không giảm thêm, giá mình cân đối rất là tốt. Cái loại điều khiển động cơ bước này nhiều các bạn. À, này hay nè. Ok, tóm lại giới thiệu với các bạn vậy nha. Đây một con này, à đây có rồi. Mình thấy cũng có thêm một hai bài lỗi nha. Cái này cũng có rồi. Ok, vậy đi. Cái này xả các bạn $300 bao ship. Đây, 300k bao ship anh em nào về vàng sò các kiểu. Đó. Bữa nay cảm ơn khách đã ủng hộ hai cái tay gạt nha. Mình còn hai cái là cuối cùng. Ý. Chết rồi. Để gắn lại các bạn ơi. Cái này xúc ốc. Ha, còn hai tay cuối cùng. Đó. Cái này gạt sao mà nó đi ra khỏi chỗ này luôn ta? Cái này hình như kéo lên được các bạn. Ờ đó đúng rồi nè. Nè. Mình thấy đúng rồi. Phải kéo như vậy các bạn. Ha, đó, kéo ra vậy đó. Có còn bữa nó rít quá kéo không được. Ha, kéo ra xong rồi nó rút vô. Xong rồi mình gạt nha. Gạt. Còn hai con, còn hai tay nha, xả nhanh 680k tay. Hoặc khách nào lấy hai tay thì 1 triệu bao ship. Còn hai tay cuối cùng. À đây tay nữa chứ, ba tay các bạn ơi, ba tay ba tay. Ok, giảm tốc. Hai con này xả cho các bạn giá vốn 300k con bao ship. À, này giá vốn các bạn. Cái này xả bỏ 208 bao ship. Cây này 450k giống như xả lỗ luôn, 450k. À, ti nâng hạ hành trình 200 ti của Nhật. Cái này đánh ion nha. Cái này bán các bạn 150k về nghiên cứu ha. À, 150k về nghiên cứu. Cái bộ này hữu dụng các bạn. Hôm qua mình làm deep test với cái con này. Đó, cấp điện rất là hữu dụng nha. Bộ này giá 200 bao ship nha, rất hữu dụng luôn. Nó hay có sẵn hai con diode hàng Nhật. Có luôn hai cái tụ. Hôm qua thì mình cấp cho cái tụ lớn nè, với con diode qua cái tụ lớn. Đó, và điện vào 100 110. Thì đầu ra qua tụ á, qua qua diode qua tụ á, thì ra khoảng 150 VDC. Các bạn phân biệt VDC với VAC nha. VAC là điện xoay chiều, VDC là điện một chiều. Thì khoảng 150 VDC cấp vào con này. Con này nó chạy tối đa là từ 180 cho tới 220 VDC 4 HP. Đó, một combo như vậy là 1 triệu nha, 1 triệu. Bao ship về cấp điện 110 nha, 110 cũng được, 110 càng tốt nha. Con này 600, 600. 110 càng tốt. Phát điện. Chà, để ráp ráp kéo nó ha. Con này kéo con này. Con này ưu điểm là có bánh đà.
cộng với áp cao. Áp cao là một lợi thế để các bạn chạy tuần hoàn nha. Các bạn nên nhớ nha. Áp cao thì ampere thấp. Áp cao thì ampere thấp. Ampere thấp thì là nó tiêu thụ ít. Đó. Tiêu thụ ít thì mình kéo mình làm hoặc tuần hoàn nó mới lời. Chứ còn xài con 24V mà 4HP thì nó ăn cỡ 80A. Đó, 80A các bạn thấy đuối chưa? Còn con này nó ăn cỡ 3 4A thôi. Đó, nhưng mà đạt được 4HP và có bánh đà thì các bạn kéo nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. À, nhưng mà cái áp cao đó mình xử lý thì nó sẽ khó hơn cái áp thấp. Áp thấp đơn giản thì cấp vào là chạy nha. Áp cao thì mình phải xử lý qua tăng áp ha, các kiểu. Còn con bơm này thì giảm còn 1,1 triệu nha. Bơm từ hàng của Đức. À, ống 8 ly, ống nhỏ nha. Nhưng mà đẩy cao. Đẩy cao 30 m. Đẩy cao 30 m. Lưu lượng là 180 lít trên 1 giờ. Chạy khoảng 5 giờ thì được một khối. Quan trọng là đẩy cao. Ok, đi lướt thêm một số đồ nha. Bơm 1,1 triệu. Trục này 240. 240k. Hàng của Nhật. Rất là nhiều vòng bi bên trong các bạn. Cái nguồn này laser. Chà, để tối làm deep test chơi. Để mai mình đi mua cái diode các bạn ơi. Đặt cái diode về nha. Làm trọn bộ khắc laser luôn. Nha, không khách nào lấy thì mình đặt thêm cái nguồn. Đặt thêm cái đầu đầu diode. Đầu diode trên bãi nhiều nhưng mà mình không dám lấy nha, không biết phù hợp không. Con này 300 hôm nay giảm còn 208 nè, giảm thêm đi cà phê. Đó. Phát điện tốt. Con này phát điện hiện tại con này á thì mình đang có một cái đơn của anh khách à. Xài luôn qua hộp số, xài luôn qua hộp số cộng với một cái bo điều khiển sạc cộng với một cái diode cầu 3 pha nha. Bộ này anh khách về có thể xài được, xài luôn nha. Nha, giảm tốc 700 ti, nâng hạ 500 kg bằng hơi, hàng của Nhật, ti 40, hành trình 100 mấy nha, cỡ 120, bao tải 500 kg, giá 1 triệu. Này 400 onkyo biến áp.